vì bỏ 1-200 nghìn anh em cắt cái thảm như thế này thì anh em chỉ thêm một chút nữa thôi, anh em sẽ trải được cái bộ sàn như của em đang trải trên cái xe 10 đây, anh em thấy không ạ? Sàn full 360. Thứ nhất là cái phần nguyên bản của nó đã là sàn nỉ này, anh em trải cái này lên sau lau dọn các thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn và nhìn trông nó thẩm mỹ hơn. Ngoài cái bộ thảm này ra thì anh em sẽ còn được trang bị ngay một cái bộ thảm rối như này đặt bên trên cái thảm này, và có khuy và có khóa như này em nha. Và cái rối này sẽ được may bao viền như này cho anh em, cực kỳ chắc chắn và thẩm mỹ. Đấy, có logo của thương hiệu Đường Hoàng, anh em chỉ cần đặt vào đây thôi. Đấy, sau khi anh em mà đi có bẩn, có đi rửa xe, vệ sinh, hút bụi thì anh em chỉ cần nhấc cái này ra và bỏ ra cho em thôi. Cái này vẫn sạch sẽ và cái này sẽ chống được cả nước. Nếu nước có đổ ra cái sàn này thì anh em chỉ cần lau đi là sạch nha anh em nhá. Đấy, và cái chi phí lắp cái bộ sàn này thì rất là hợp lý cho anh em. Và cái độ bền thì rất là cao, anh em có thể dùng đến 3 đến 4 năm anh em mới phải thay lại cái bộ sàn này. Và anh em ở Thái Nguyên mà muốn lắp cái sàn như thế này hoặc là thích cái màu sàn như thế nào có thể comment ở phía bên dưới video để em tư vấn và hỗ trợ cho các bác nha. Cảm ơn các bác.